Chào các bác, chúc sức khỏe các bác. Nắng quá các bác. Đẩy ô tô để phi qua. Đã anh tháo chỉ rồi đúng không? Dạ. Tháo chỉ rồi đúng không? Cho lương cất hổ rồi. À, cho lương khắc tự lấy kéo cắt rút ra. Vâng. Có đau không? Không. Không đau. Tự lấy kéo cắt ra. Vâng, xin kính chào các bác, cô chú, anh chị quay trở lại với kênh của Vương các bác nhé. Thì là điều mong chờ nhất thì cũng đã đến rồi. Đây là ngôi nhà của anh Thìn thì hôm nay nữa là anh em vào đây lắp cửa đó là gần như là xong xuôi. Đó thì là Vương cũng rất là mong các bác là nán lại ít phút để Vương thông qua tổng kết ở trong cái nội dung này các bác nhé. Thì là ngày hôm nay thì là Vương sẽ thông qua các bác về những cái gì còn tồn lại và những cái gì đã làm ở nhà anh Thìn để mà khi mà hoàn thành xong cái nhà này thì ngày mai thì mới lắp được biển, bởi vì là Vương phải đặt ở tận huyện của Vương cơ, ở trên này không thấy có chỗ làm đấy. Như cái biển mà hôm qua, biển nhà tình thương ấy, thì là chiều nay họ sẽ gửi xe khách lên trên này, Vương ở trên huyện trên này thì Vương đợi đấy. Thì bây giờ trước tiên để đi vào mà thông qua các bác về thu chi như thế nào để mà hoàn thành cái nhà này, thì trước tiên là cho các bác, mời các bác. Xe chạy nhiều đấy nhỉ. Thì mời các bác vào đây xem qua nhà đã các bác nhé. Đó. Đây anh Thìn. Thì là đây. Thì là Vương đã mua đầy đủ nồi niêu xoong chảo bát đĩa chạn, cũng như là giường này, bàn ghế này. Đây, tí nữa Vương sẽ thông qua chi tiết hơn, còn bây giờ là đi vào từng phần đã các bác nhé. Thì đây, như anh em thì cũng đã đang lắp cửa đây rồi. Anh em lắp từ sáng à? Vâng. Đây cửa sổ đây. Đấy. Đây là cái hoa then ở bên trong đây. Đấy làm cái cửa này, lúc đầu là Vương định là làm cái cửa kính cơ. Nhưng mà cửa kính thì sợ là không giữ được, là nó bị vỡ. Đấy, mấy cái trường hợp như nhà chị Dí cũng thế. Làm xong được mấy hôm lên đã thấy vỡ luôn mấy cái kính ở cửa đây rồi. Đấy, thì làm cái này là nó rất là chắc chắn nha các bác nhé. Đấy. Anh đi vào trong, chốt vào xong. Chốt vào xong lại mở ra nhá. Vâng. Đây đây, đi. Anh chốt vào đi. Chốt vào xem nào. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Làm gì đã được? Được chưa? Được rồi. Được rồi mà sao lại vẫn mở thế này? Đây này, đây là cái chốt để tí nó Vương chốt xong. Anh ấy không hiểu. Đấy, rất là chắc chắn này. Còn đây là cái cửa sắt đây. Đấy, trên để mấy cái ô thoáng. Nhà cũng đã để ô thoáng rồi mà cửa vẫn cứ để ô thoáng như này. Để cho nó sáng vào trong nhà các bác nhé. Đấy, thì còn cái khuôn cửa này hôm nọ chắc cái ông đo cửa với lại cái ông làm xây là không vào nhau mấy sao ấy, bị hụt mấy phân, nhưng mà không sao các bác nhé. Đấy, không sao đâu, cái này chỉ yếu là cái cửa mình nó chắc chắn, chứ còn trộm thì nói chung là cái nhà thì nó phải có một cái cửa, có cái cửa sổ để khi mà đi đâu thì đóng cửa vào, chứ còn nếu mà để nói là sợ mất trộm thì anh Thìn thì chắc chắn là sẽ không có cái gì để mà mất rồi các bác nhé. Có ai trộm người thì trộm thôi. Đấy, còn đây, đây là cái cửa sổ. Đây, đây một cái cửa sổ đấy các bác nhé. Rồi. Đấy, tí nữa chốt ở bên trong cho các bác xem. Còn bây giờ đi lần lượt. Đó, thì đây. Chả biết là cái ông Thìn này ông ấy làm cái kiểu này. Sao anh nhìn cái nhà rõ là đẹp, mà tự nhiên cái nhà vệ sinh thì lại lấy cái chăn bông này về che như này, nhìn khổ thế kìa. Tí tháo ra đi, xong là mua cái màn gió. Đấy, còn bể thì Vương không xây nữa, Vương đã nói với các bác rồi. Thì lẽ ra là bảo là mua một cái xô, mua một cái téc, nhưng mà hiện tại là bị âm tiền, không đủ tiền nữa. Tí nữa Vương sẽ thông qua trực tiếp để cho các bác nắm được. Đấy. Còn đây là cái cửa lách. Anh Thìn đi vào trước đi. Đấy, và cái bóng điện này sẽ có một bóng ở đây, anh em đang lắp đường điện các bác nhé. Em đi hẳn vào trong, đi hẳn vào trong. Đây, cái cửa lách đây.
Ok, rất là chắc chắn. Đó, đây, để chốt cho các bác xem. Đây, ok nhé các bác nhé. Rất đầu cái cửa này thì nhìn thì cũng đã biết là nó chắc rồi. Đây, mở ra cho nó thoáng. Còn cái cửa này đi xuống nhà bếp thì không cần đâu, để lắp lại vướng ra. Đây, cái cửa sổ đây. Đấy. Anh Thìn có thấy chắc không? Có. Nếu mà bình thường, nếu mà giả dụ anh là trộm thì liệu anh có phá được cái này không? Lấy tay không này? Không. Không, không bây giờ làm gì lấy búa đập rồi cái gì nó trở ra gớm thì ông này bóc phẹt. Từ xưa đến giờ đã đi ăn trộm cái gì bao giờ chưa? Dạ. Từ xưa đến giờ đã đi ăn trộm cái gì bao giờ chưa? Chưa. Chưa gì? Ừ, được, tưởng là túng quá làm liều. Đấy, còn giường chiếu là tí nữa em tiên em sẽ mua về sau. Đấy, bắt đũa rồi tất cả mọi thứ là Vương mua ở huyện Vương Lên, còn giường chiếu lại mua ở một cái huyện khác. Đấy, cách đây thì nó cũng toàn tầm 40-50 cây thôi. Đấy, để về đến cái điểm nhà anh Thìn đây. Đường thì nó không phải là đi khó các bác nhé, đường thì đi dễ thôi, nhưng mà có cái là từ huyện này sang huyện khác thì nó xa ấy. Mà đặc biệt là những cái huyện ở trên vùng cao này thì đôi khi có những nhiều cái thứ là nó không có. Đấy là như vậy. Còn từ hôm qua hôm kia là anh ngủ ở đây đúng không? Hôm kia chuyển vào đây rồi. Hôm kia chuyển vào đây rồi gì? Vâng. Ừ. Từ hôm em đi về, hôm nay là ngày thứ hai sao? Thứ ba nhỉ? Hôm nay là về hai hôm thôi. Thế trong hai hôm ở chỗ này có cô nào vào ngủ cùng không? Không. Có cô nào vào đây chơi không? Không. Ừ, thế thì đổ rồi. Đấy, anh em đang lắp điện đây các bác nhé. Đấy, ở đây sẽ có một cái... Ở đây, một cái bóng bên ngoài. Bọn em có cho ra cái bóng bên ngoài chứ? Có chứ? Cho rồi anh. Ừ, bên ngoài nhà bếp một cái, bên ngoài nhà vệ sinh một cái, trong nhà một cái. Còn cái công tắc thì sẽ lắp luôn ở đây. Cái này là lắp chìm em nhé. Tí nữa sẽ phải khoan cái này ra, lắp chìm. Rồi ok. Đấy, còn đây là bên ngoài đây. Bên ngoài có một bóng đi ra đây, để, đi ra đây để cho các bác nhìn cho rõ. Đấy, tổng thể cái nhà là như vậy các bác nhá. Đó. Thì bây giờ đi ra cái chỗ mát mát này đi. Nắng lắm bây giờ là. Bây giờ là chưa. Bây giờ là khoảng đây để cho các bác xem. Đấy, Vương vừa phi từ nhà anh Kính lên đây nhé. Đấy, thì cái nội dung nhà anh Kính thì tối hôm nay các bác xem thì nội dung ngày hôm nay Vương quay về nhà anh Thìn thì tối ngày mai. Đây, bây giờ là 2 giờ kém đúng không? Đấy, 2 giờ kém. 2 giờ kém 10 phút. Chưa ăn uống gì đâu các bác. Thì bây giờ là Vương xin phép là được thông qua các bác luôn. Để cho các bác nắm được, các bác cùng được nghe, cùng được thấy, cùng được biết đó, về cái kinh phí làm nhà về của anh Thìn. Đấy, trước hết là Vương cảm ơn toàn thể quý cô bác đã luôn dành thời gian theo dõi kênh của Vương, cũng như là đồng hành cùng với kênh của Vương để giúp cho anh Thìn mồ côi các bác nhé. Đấy, anh họ và tên đầy đủ anh là gì? Dạ. Họ và tên đầy đủ của anh là gì? Giang Phổ Thìn. Giang Phổ Thìn. Đấy, sinh năm 1984 các bác nhé. Đấy thì anh ấy cũng không được khôn khéo lắm, thì các bác cũng theo dõi những cái nội dung thì các bác cũng biết là anh ấy rất là khổ. Đấy, ai bảo gì làm đấy thôi. Đấy, rất là có duyên là Vương cùng các bác lại gặp được anh Thìn. Thì Vương cũng thay mặt cho các bác để thực hiện giúp cho anh ấy một cái ngôi nhà này, lại là một cái duyên rất là lớn nữa. Đấy, còn bây giờ thì Vương sẽ thông qua các bác chi tiết. Thì như các bác biết thì từ cái ngày đấy, gặp anh Thìn đấy, khi mà anh ấy giải quyết xong những cái công việc cá nhân của anh ấy, thì là Vương đến lúc mà anh không còn gì nữa anh ấy về đây đấy, thì là Vương kêu gọi giúp anh ấy là được trước cái ngày mà anh ấy vào viện là được tổng là 74 triệu đấy, mà các bác theo dõi nội dung mà Vương về anh Thìn ấy. Nội dung về anh Thìn ấy, từng nội dung thì các bác sẽ nắm được đó. Về từ là bác nào ủng hộ 50.000, 100.000, bao nhiêu tiền là Vương thông qua từng nội dung để các bác nắm được.
được 74 triệu. Đấy, sau rồi đó thì không may là anh Thìn anh ấy vào viện, thì là Vương lại tiếp tục kêu gọi để giúp cho anh Thìn có cái kinh phí để anh ấy vào viện. Thì là sự quan tâm của các bác, Vương tiếp nhận giúp anh Thìn là được 10 triệu 100 nghìn đồng. Đấy, trong khi đó thì vào là thanh toán tiền viện phí là hết 1 triệu 8. Đấy, 1 triệu 8 khi mà ra viện thì còn lại là 8 triệu 300 nghìn đồng. Đấy, 8 triệu 300 nghìn đồng thì sau đó về nhà được 1-2 hôm. Khi mà đang ở viện thì lại có cô Vui Phạm ở Kiên Giang có hỗ trợ là 3 triệu nữa này. Rồi là vừa rồi đây lại có em Caroline Hoàng ở bên Pháp, có đúng không? Ừ. Đấy, anh còn nhớ không? Ừ. Đấy, là hỗ trợ thêm 3 triệu nữa. Là tổng là từ cái tiền viện phí dư 8 triệu 3 này, cộng với lại là 6 triệu của hai cô. Cô Vui Phạm và em Caroline là 6 triệu nữa thì là được 14 triệu 300. Đấy, thì bây giờ 14 triệu 300 này cộng với lại 74 triệu thì là 88 triệu. 300 nghìn đồng các bác nhé. Tổng cái số tiền của các bác gửi đến hỗ trợ cho anh Thìn là tổng được 88 triệu 300 nghìn đồng. Đấy, thì bây giờ là Vương sẽ thông qua các bác về cái chi phí làm nhà cũng như là chi phí một số những cái phát sinh mà các bác theo dõi ở trong những cái nội dung, và ngày hôm nay Vương sẽ tổng hợp lại thông qua cho các bác nắm được. Đấy, thì Vương xin phép là sẽ không ghi lên màn hình nữa. Đấy, bởi vì là Vương cũng muốn là đọc để cho toàn thể của các bác cũng được nghe luôn. Đấy, đôi khi mà ghim lên trên màn hình thì chữ rất là bé, cho nên là các bác đọc không kịp được. Đấy. Và theo dõi những cái kênh thiện nguyện thì cũng có ông bà, các bác, cô chú, anh chị thì có thể là cũng có những bác là mắt kém, không nhìn được, đọc được chữ ở trên màn hình ấy, thì Vương sẽ đọc. Đấy, rất là mong là các bác bớt ít phút để mà lắng nghe các bác nhé. Đấy, về chi phí phát sinh về làm nhà, chi phí làm nhà anh Thìn cũng như là một số chi phí, một là 4.000 gạch này nhân với lại là 2.500.000 trên một viên là 10 triệu đồng này, hai là 144 bao xi nhân với lại 87.000 trên một bao là 12.528.000 này. Đó, 10 khối cắt xây nhân với lại 400 này trên một khối là thành 4 triệu này. 4 khối cắt chát là 2 triệu 7. Đó, mà các bác được theo dõi ở trong những cái nội dung. Đó. À, tiếp đến là 7 khối sỏi nhân với 300 trên một khối là 2 triệu 100 nghìn đồng này. Sắt thép, sắt làm dầm, cộng thép ly, cộng đinh là 3 triệu 360 nghìn. Ngói lập, tấm lập pro xi măng là 73 tấm cộng với lại 10 tấm ngói nóc là 4 triệu 8 các bác nhá. Lẽ ra là chỉ 4 triệu 6 thôi, nhưng mà tại vì là cho cái em Tiên thì em mới gọi cho cái chủ nhà hàng ấy, chả biết làm sao nhấc lên nhấc xuống như nào, thì họ lại cộng thêm 2.000 nữa, à 200.000 nữa, là cái tiền kiểu là họ đợi lâu quá ấy, kiểu là như thế. 4 triệu 8 này, tiền đường dây điện cộng với lại bóng, nói chung là đường dây điện hệ thống ở trong nhà là 1.050.000. Đường bồn nhà vệ sinh từ ống nước thoát nước này, bồn nhà vệ sinh là 650.000. Đấy, mua quần áo các bác còn nhớ không ạ? Khi mà anh Thìn anh vào viện lúc đấy là Vương, hôm đấy là Vương chỉ trừ cái tiền mà viện phí 1.800.000 thôi. Còn hôm đấy là mua quần áo cho anh ấy này, cũng như là đưa tiền cho anh ấy, tiền ăn mà Vương ở đấy trực tiếp là Vương phục vụ anh ở đấy luôn. Đó, mà đây là chỉ tính là riêng cái tiền của anh Thìn, tiền ăn nhá. Đấy, còn Vương là người đi phục vụ, đi trông coi thôi, thì mình đi làm cái công việc này mình không tính cái vấn đề đấy các bác nhé. Thì là tiền mua quần áo cho anh Thìn cũng như là tiền ăn ở khi mà ở viện là 1.300.000 đồng. Đấy, đưa cho anh Thìn này những cái lúc mà anh đi đổ xăng, anh đi mua cá này, đúng không? Đấy là 500.000 đồng. Đấy, mua thức ăn, mua thức ăn về nhà bạn Lương này các bác nhé, cũng như là Vương mua 40 kg gạo để về nhà bạn Lương này trong cái quá trình mà từ cái ngày mà anh Thìn về đây. Đấy, có thể là còn mua hơn đấy. Đấy, nhưng mà Vương sẽ
chỉ tính là 2.300.000 đồng thôi. Đấy, bởi vì là mua 40 kg gạo thì nó đã mất đi gần 800.000 rồi. Đấy, mà trong cái quá trình là dài như vậy. Đó, thì 2.300.000. Đấy, cơm công thợ 2 bữa cái hôm làm cũng như là hôm kết thúc vừa rồi đây, 2 bữa. Thì là 1.300.000 đồng các bác nhé. Đấy, hôm đào móng này, cái hôm đào móng là Vương mua gà qué thức ăn này, rồi cũng như là cái tiền phong bì phong bao cho ông thầy mo đấy. Đấy, là cái hôm đấy. Cái hôm đấy ăn cơm thì cũng có khoảng hơn một mâm thôi. Đấy là các bác nhá. Thì anh em còn đến là hỗ trợ mà, hỗ trợ cái này, hỗ trợ cái kia. Thì là hết 1.070.000. Đấy, cái hôm đào móng. Và mua 20 cây gỗ để làm cái đòn tay trên này. Là mất 2.000.000, 20 cây, mỗi cây 100 mà các bác theo dõi nội dung rồi. Đấy. Thuê 1,5 công để mà hỗ trợ anh Thìn đi chặt gỗ cũng như là bóc vỏ rồi là bốc lên xe vận chuyển về đây. Đấy là 1,5 công để tương đương với lại là 450.000. Đó. Cái cửa mà anh em đang lắp ở đây. Đấy, cái cửa mà anh em đang lắp ở đây là 7.500.000 đồng. Đấy thì là em ấy định nói chung là em ấy còn cộng thêm cả cái tiền mà lắp cả dây điện đấy. Nhưng mà Vương nói bảo bây giờ thì anh cũng đi làm công việc thiện nguyện, cũng như là bây giờ hiện tại cái kinh phí làm nhà anh thì là không còn nữa. Thì đang lắp cái đường dây điện này là em lắp cửa này là hỗ trợ các bác nhá. Đấy, chỉ tính mỗi cái tiền cửa là 7.500.000 thôi. Tí nó sẽ chuyển khoản luôn cho em ấy. Và tổng cái nhà này là cái nhà trên và nhà bếp là 50m² tròn các bác nhá. Và cái bếp lò cũng như là cái nhà vệ sinh này là 7m². Đấy. Cả cái bể phốt thì nó tính liền luôn vào cái nhà vệ sinh này rồi. Đấy. Là tổng là 57m² các bác nhá. Đấy, tổng là 57m² nhân với lại là 600.000 đồng trên 1m² thì là sẽ thành là 34.200.000 đồng. Đấy, nguyên cái tiền công thợ anh em làm ở đây. Đấy, làm đây còn bóc tách nha các bác nhá. Bóc tách là như thế nào? Khi mà bởi vì là sợ không đủ tiền ấy thì là làm cái nhà trước. Đấy, sau về mới bắt đầu làm cái công trình phụ. Đấy, các bác theo dõi là các bác sẽ nắm được cái nội dung. Đấy, vậy thì tổng những cái kinh phí hoàn thành cái nhà này cũng như là những cái chi phí phát sinh để mà giúp cho anh Thìn đấy này kia mà các bác đã được nghe Vương thông qua thì là tổng là hết 91.808.000 đó. Mà bây giờ cái tổng thu của nhà anh Thìn mà chỉ mới được 88.300.000 đồng thôi mà đã chi 91.008.000 rồi, thì hiện tại bây giờ là nhà anh Thìn ấy đang âm là 3.508.000, đang âm là 3.000.000, cái trò là 3.500.000 đi. Đấy. Mà bản thân là Vương là người đi thực hiện chương trình là cầu nối thay mặt cho các bác để giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn mà Vương đi đến, cũng như là đặc biệt là bây giờ hiện tại đang là cái hoàn cảnh của anh Thìn, thì thực ra là cũng rất là mong muốn làm sao là giúp được cái hoàn cảnh nào cũng vậy thôi, mình muốn giúp là một cách được trọn vẹn nhất. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là tiền đang bị âm là 3.500.000. Đấy, còn riêng về cái tét nước này là bây giờ không, Vương không còn dám mua nữa. Đấy các bác nhé. Và từ là giường này, từ giường này, nồi niêu xoong chảo là Vương cũng xin phép các bác luôn. Đó, thì là Vương sẽ trích cái tiền mà Vương bán những cái sản phẩm ở trên kênh của Vương. Và Vương cũng đã nói rõ khi mà Vương quảng cáo ở trên kênh của Vương là Vương sẽ, nếu như cái hoàn cảnh nào mà đặc biệt cũng như là nếu như còn thiếu một chút nào ấy, thì là Vương sẽ trích cái tiền bán hàng trên kênh của Vương ra để mà Vương hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ thì nói chung là cũng Vương cũng chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ nào đó thôi. Còn như các bác biết thì cái kênh bé mà, cũng bán hàng thì cũng chả bán được bao nhiêu tiền đâu các bác ạ. Đó. Thì bây giờ thì không có nhiều tiền thì bây giờ là Vương coi như là Vương tặng anh ấy đi. Anh tặng em sẽ tặng anh nồi niêu xoong chảo
cũng như là về giường này, bàn ghế thì không có tiền để mà mua bàn ghế gỗ. Bàn gỗ đẹp thì Vương chỉ mua cái bàn ghế nhựa. Đấy thì là nếu mà tính ra thì Vương cũng đã trích khoảng gần 3 triệu rồi để mà hỗ trợ tặng cho anh ấy. Nhưng mà tuy nhiên, thế thì như các bác biết thì cái công việc của anh em Vương đi làm thì di chuyển đường xá từ doanh thu của kênh nó cũng không được là đáng là bao nhiêu tiền các bác nhé. Đấy, chỉ cần đi lại này, ngủ nghỉ này, thì cũng hết rất là nhiều những cái kinh phí. Đấy, nhưng mà rất là may thì được các bác yêu mến, các bác tin tưởng thì các bác mua những cái sản phẩm ở trên kênh của Vương thì mới có cái kinh phí để mà hoạt động. Đấy thì Vương sẽ tặng cho anh ấy. Đấy, còn nếu như mà được bác nào thương mà các bác sau cái nội dung này mà các bác nào thương, các bác gửi tiền hỗ trợ cho anh ấy, có thể là giúp anh mua cái téc nước này. Đấy, hoặc là một cái gì đó nữa. Đấy, thì bây giờ thì còn chỉ còn thiếu một cái téc nước. Và các bác gửi tiền thì các bác, nếu như các bác thương cả Vương, cả chủ kênh, thì các bác hỗ trợ bù vào cho Vương một tí. Đấy là Vương chia sẻ rất thật lòng luôn các bác nhá. Đấy. Đấy thì bây giờ là trước mắt là đang thiếu cái téc nước này. Đấy. Chứ còn nhôm nọ vẽ ra thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì thôi, xong cái phần nào thì tính phần đấy. Đấy các bác nhá, còn thiếu một cái téc nước nữa thôi. Còn những cái con vật nuôi thì bây giờ không dám tính đến rồi, tiền còn đang bị âm. Đấy. Thì là hoàn thành nhà anh Thìn là bị âm mất 3 triệu rưỡi các bác nhá. Đó. Thì trước hết thì Vương cũng không biết nói cái gì hay, lời hay ý đẹp được. Mà Vương chỉ muốn nói một điều là Vương cảm ơn toàn thể quý cô bác đã luôn quan tâm cũng như là đồng hành cùng với kênh của Vương. Đã ổn đấy nhỉ. Từ từ cũng khoan em ơi. Các bác đã tin yêu cũng như là ủng hộ cho kênh của Vương thì là Vương mới có đủ cái điều kiện để mà Vương đi giúp những cái hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Nếu như không có các bác chỉ xem thôi mà các bác không đồng hành thì là Vương cũng không thể nào mà Vương giúp hoàn cảnh nào được các bác. Đó là một cái điều Vương luôn trân trọng là như vậy. Đó thì qua một cái quá trình cũng khá là dài để mà giúp anh Thìn đến bây giờ thì cũng gần như là trọn vẹn rồi các bác nhé. Đến bây giờ thì cũng gần như là trọn vẹn rồi. Đấy, có lẽ là đây là một cái nguồn sự chung tay giúp đỡ của các bác, sự đóng góp của các bác để mà giúp anh ấy có được một cái nhà, thì Vương nghĩ đây cũng là một cái nguồn động viên rất là lớn, là một cái động lực để cho anh ấy vượt qua những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống của anh ấy. Thì các bác ạ, đấy thì là Vương cũng thay mặt bản thân anh Thìn thì anh cũng cảm ơn rồi. Đấy, nhưng mà Vương là chủ kênh thì bản thân Vương cũng thay mặt cho anh Thìn cảm ơn đến các bác rất là nhiều. Thế có thể đôi khi thì anh ấy cũng không biết cảm ơn gì nhiều được. Thế chỉ biết lặng im và cười như thế thôi, đúng không? Thế bây giờ là anh thấy lắp cửa có đẹp không? Có. Anh thấy tổng thể cái nhà có ổn không? Có. Có gì? Vâng. Nhưng mà mình phải yêu cái nhà của mình nhá. Vâng. Ừ. Thế thì sau cái nội dung này thì nếu như được bác nào mà thương anh Thìn mà giúp anh Thìn có một cái téc nước. Một cái téc nước bây giờ nó cũng phải chia dưới khoảng 3 triệu. Đấy các bác nhé. Một cái téc nước khối rưỡi gì đó chắc nó cũng phải tầm khoảng trên dưới 3 triệu. Ở đây ở dưới chỗ Vương mua thì nó đã gần 3 triệu rồi. 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 rồi. Ở trên này chắc chắn là phải hơn 3 triệu. Đấy. Và nếu như mà được bác nào mà dang rộng vòng tay mà giúp anh ấy nữa, để cho anh ấy có được một cái con vật nuôi nào đó, thì đó là một cái sự cảm ơn rất là lớn đối với anh Thìn, bản thân anh Thìn cũng như là cả kênh của Vương. Đấy.
để cho anh ấy có một cái cần câu. Đấy, hôm nay đi chăn bò, mai đi làm, đi thả bò xong là về làm cỏ ớt, cỏ đu đủ đấy để anh ấy chủ động ở trong cái cuộc sống. Chứ còn bây giờ mà xây dựng lên một cái nhà như thế này thì gần như chỉ là cái chỗ để cho anh ấy đi về thôi. Chứ còn bình thường anh ấy đi kiếm ăn là anh phải đi giúp nhà này nhà kia. Thế còn như bản thân như anh Thìn thì như các bác biết, một cái người mà không có cái tự chủ của bản thân cũng như là cái tầm hiểu biết cũng như là bản thân anh ấy, thì đôi khi đi làm cho người ta chắc gì người ta đã trả tiền. Đấy là Vương chia sẻ thật, đúng không anh? Vâng. Người ta chỉ bây giờ thì ở nhà thì không có cái gì ăn, thì bây giờ đi thì người ta cho ăn thì người ta bảo làm gì thì làm thôi. Đấy. Thì qua cái nội dung ngày hôm nay thì Vương cũng xin phép được là khép lại cái nội dung về nhà anh Thìn. Có lẽ là nếu như được bác nào giúp thì Vương vẫn cứ quay trở lại để Vương hoàn thiện những cái gì mà các bác mong muốn là được giúp đỡ anh Thìn các bác nhé. Đấy, còn Vương cũng xin phép được khép lại cái nội dung về nhà anh Thìn ở đây, thì thỉnh thoảng là Vương sẽ quay trở lại đây Vương thăm anh Thìn. Đấy, còn cái gì, những cái gì Vương đã nói là Vương sẽ làm, là Vương sẽ hỗ trợ anh ấy là về cây giống, cây đu đủ cũng như là cây ớt. Đấy, mà bản thân Vương nếu như anh ấy chịu khó anh làm được, bản thân Vương sẽ là người trực tiếp thu mua cái thành phẩm của anh luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, Vương làm như thế là cũng hết cỡ rồi, hết cỡ rồi. Đấy, còn cho các bác xem. Đấy, như anh Thìn anh cũng rất, đây, từ cái máng nước lấy cái ống tre đây. Đấy, còn rào chỗ này và bò hàng xóm người ta đi qua sợ nó nhắm vào cái ống nước. Đấy, như hôm vừa rồi Vương về, Vương dặn anh ấy như nào đấy, anh ấy làm đúng như thế. Hai ngày mà làm được nhiều thế, anh Thìn có ai hộ không? Đấy, nương này cũng không có ai đâu. Cũng nhiều đá này mà một mình anh ấy phát được nhiều như thế này, làm rất sạch sẽ luôn. Đấy, như các bác thấy, một con người chịu khó như thế này. Đấy, bây giờ chỉ là anh ấy không có một cái cần câu gì cả, anh ấy buộc lòng phải như thế thôi. Chứ còn bảo anh ấy vẫn chấp hành mà. Đây, chịu khó như thế này. Đấy, nương toàn đá thì anh ấy vẫn chịu khó như thế này. Đấy, phát nương sạch sẽ như thế này. Đấy, anh cứ phát hết đi, để nó mưa to, đất nó ẩm thì em sẽ mua lên nhá. Vâng. Ừ. Đấy, phải nói là nhìn thấy những cái gì anh ấy làm đấy, thì là cũng đáng để được giúp các bác, đáng để được giúp. Đôi khi con người ta thì vào cái bước đường cùng thôi, người ta cũng muốn có một cái ngôi nhà, có một cái cuộc sống ổn định đấy, nhưng mà tại vì người ta không có một cái gì cả, người ta không biết bám víu vào đâu nữa, thì anh ấy mới phải như vậy thôi. Mà nếu mà được các bác yêu thương, các bác dang rộng vòng tay các bác giúp thì Vương nghĩ là anh, cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều các bác. Đó. Thì đi vào đây. Còn ngày mai các bác nhá, còn ngày mai đó, thì ngày mai thì Vương cũng sẽ thực ra là cũng lên đây cũng hơn tháng trời rồi. Anh em bà con ở đây thì nói thật là cũng rất là quý mến người lạ. Nói chung người lạ đến đây thì mọi người cũng rất là quý mến. Và cũng là cái thứ nhất là cũng quý mến là cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là mọi người cũng mời Vương hàng xóm đấy, mời sang ăn tối, ăn trưa đấy. Thì đến ngày mai thì Vương cũng sẽ lại Vương sẽ trích ra một ít tiền nữa để Vương làm một cái bữa cơm cho anh Thìn các anh. Thì nó đúng hơn, cho anh Thìn vào nhà mới để cho mọi người biết được rằng là bây giờ anh Thìn đã trở về quê cũ và sẽ có một cái khẩu riêng và có một cái cuộc sống cũng như một cái ngôi nhà ở tại xóm quê của anh. Thì ngày mai thì có thể là cũng sẽ có sự đại diện ở bên phía ủy ban nữa. Đấy các bác. Đấy, còn sau cái nội dung này thì có thể là Vương cũng sẽ tiếp tục một cái hành trình đi đến những cái hoàn cảnh khác nữa các bác nhé. Thì rất mong là được cái sự quan tâm cũng như yêu mến đồng hành của các bác để đi giúp những cái hoàn cảnh thiếu may mắn ở trong cuộc sống.
Đấy, còn bây giờ là bây giờ anh em mình ra đây là bê nồi niêu xong chảo tất cả mọi thứ đấy. Còn cái này là em sẽ tặng anh. Rồi, ok. Rồi anh em tiếp tục đi. Bởi vì đang nói thì khoan nó ồn quá ấy. Thì anh em tạm dừng một tí. Thế anh em cứ làm không nghỉ à? Đây là quần áo cho nhà bạn Lương. Nhà bạn Lương thì để đây. Còn bây giờ mang vào đây đã. Đây là ấm chén nhá. Đấy, Vương thực sự ra là Vương mua rất là đầy đủ luôn đấy các bác nhé. Nó không phải là cái đồ đắt tiền đâu, nhưng mà đấy là cái tình cảm. Mỗi người chung tay giúp anh một ít để anh ấy có cái cuộc sống tốt hơn. Nói chung mình giúp được một người mà có một cái cuộc sống tốt hơn. Từ bước cơ hàn gọi là không có một cái gì. Đấy đấy, đấy. Để anh ấy có cuộc sống tốt hơn. Anh ấy cảm thấy là vui. Đây mang vào nhà bếp luôn đi. Tí nữa em còn chưa ăn cơm đâu nhá. Vâng. Tí nữa lấy củi vào đây chất bếp luôn. Ngày mai sẽ làm một bữa cơm là trực tiếp là sẽ ăn ở nhà anh luôn ấy. Vâng. Chứ không phải ăn ở nhà bạn Lương nữa đâu. Còn bát đĩa thì em chỉ mua cho nó đủ anh dùng thôi. 10 cái bát, 10 đôi đũa. Đây. Cái gì? Bát đũa. Bát đũa ở đâu? Để ở đâu? Rồi anh đi ra kia lấy bát đũa về đây. Cái gì? Ừ. Tôi có bỏ ra từng thứ vào đây đã. Ca nước này. Siêu này. Phúc lúc đấy là bảo là mua cái nồi cơm điện. Vương bảo thôi không phải mua nồi cơm điện nữa đâu. Giờ tiền giả tiền điện mà chả có đấy thì... Sao lấy mua cái bát mà lấy lâu thế? Xách cả túm mang về đây ô. Đây là cái chạn này. Đấy bây giờ anh ở đây anh lắp cái chạn này xem có lắp được không? Cái này? Ừ. Có mà. Anh lắp luôn đi. Con đưa cái này về đây cho em. Còn cái này là rau cỏ đó để ngày mai. Để anh lắp luôn đi. Còn cái này để em mang ra để em báo cáo một tí. Đây nha các bác nha. Đấy, nồi thôi nấu nồi gang thôi. Chứ còn bây giờ thì cơm ăn còn chưa biết có hay không. Với lại thứ hai đó là nấu bằng điện thì tiền giả tiền điện cũng không có thì còn chết dở. Đấy, một mình, hai mình hay là có đứa con nữa thì cũng chỉ nấu một cái nồi này thôi. Đây là nồi nấu canh đây. Đấy, nồi nấu canh đây. Hai cái cốc uống nước. Đây. Hai cốc uống nước này. Cái rổ này, rửa rau này. Đây cái chảo xào thịt này. Đấy, Phúc này còn bỏ cái chảo này bé quá, mua cái to gớm. Có cái gì xào hay không mới là quan trọng. Nhưng còn to hay bé này xào được là được. Đây là cái chậu để giặt quần áo này. Đấy, đây là cái này cái xào này. Đấy. Anh thì anh có biết xào cái kiểu này không? Xào kiểu này hết rồi à? Có. Ý dạ. Có ừ. Ui gớp rồi ông mà xào được thế thì ông lấy làm đầu bếp. Hai cái đĩa này đây là cái bánh kẹo này. Hai cái bát tô này. Đó. Với lại là 10 cái bát con này, tí nó cho anh mang đi rửa hết bởi vì bát mới phải rửa lại hết. 10 cái bát con này, 10 đôi đũa này. Đấy, đũa đẹp luôn. Đây nó chỉ có 15 hay 20 nghìn nhỉ? 15 nghìn. Hay 15 nghìn một đấy mà, một chục mà. Đấy, một cái sới cơm này.
một cái múc canh này, cái sới cơm này anh phải làm nó như kiểu cái đũa cả ấy, làm bằng cái cây tre cơ. Hả? Cái sới cơm ấy, cái sới cơm thì nấu bằng nồi gang này, anh làm chẻ cái cây tre ra anh làm thì ấy hơn. Đấy. Đây còn bộ ấm chén nữa để mai anh em đến tân gia cũng như là các lãnh đạo xuống thì còn có cái bộ ấm chén ngồi uống nước. Đây bộ ấm chén đây, để tí anh ấy rửa hết đã, xong là để tí nữa là Tiên mang bộ quần ghế về đã, đây sáng bỏ ra đấy các bác nhá. Đấy không phải là Vương kể lẻ đâu đấy, nhưng mà từ tất cả những cái đồ này cũng như là cái giường, bàn ghế nhựa đấy là Vương trích cái tiền bán hàng trên kênh ra đấy, thì được nhiều được ít thì nói chung là cũng trích ra để hỗ trợ cho anh đấy, tất cả những cái đồ này, bàn ghế giường các bác nhé. Đấy kia còn dầu ăn nó còn chưa tính. Anh thấy có hạnh phúc không? Có. Thế có hạnh phúc khi mà mình có vợ không? Đấy. Có hạnh phúc bằng lúc mình có vợ không? Hả? Cái gì? Hả? Thế có nhà có đầy đủ như này vui hơn hay là có vợ vui hơn? Có nhà đầy đủ vui hơn. Thế là có vợ là không vui à? Không á? Ui thật sự ông thì bóp phép thì gương. Nhưng mà nếu mà có vợ nữa thì càng vui hơn nhỉ? Nhỉ? Ừ. Rồi. Đấy còn các bác nán lại xem hết video tí nữa là mới chở giường với bàn ghế về các bác nhá. Đó. Cái đấy buộc anh ạ. Rồi bây giờ anh mang tất cả cái này đi rửa. Quên mua dầu rửa bát rồi, anh có xà phòng không? Xà phòng không có. Anh quên mua dầu rửa bát, anh đi xin một tí dầu rửa bát xong rồi về rửa tất cả cái này đi. Nhá. Rồi. Rửa tất cả cái này đi. Xong rồi cho vào chạn cho đàng hoàng. Thế anh thấy như thế này thì còn thắc mắc cái gì không? Lần nữa này mới rửa. Ôi phải rửa hết chứ. Rửa hết. Đấy, toàn đồ đẹp, đồ mới thế này. Bây giờ cô nào đến chơi mà chả thích thì gớm nhỉ. Yeah. Kéo nó lên chơi nó còn không về nữa, nó còn ở đây luôn ý. Nó cứ bỏ em ở lại lên nấu cơm cho anh nhỉ. Yeah. Nó tối ngủ với anh luôn, đúng không? Ở sau nhà anh đầy đủ thế. Trước thấy anh ngồi khổ, bây giờ anh có nhà đẹp, có đầy đủ, rồi nồi niêu xoong chảo, rồi có cả ấm chén nữa. Thế bây giờ cho anh đi rửa tất cả cái này, rửa hết này, cả ấm chén này phải rửa hết. Nồi niêu xoong chảo rửa hết, bát đũa rửa hết. Đấy, các bác nán lại một chút nữa để đợi giường với bàn ghế đến, xong rồi lắp luôn các bác nhé.